chồng tôi luôn hả? Bởi vì chúng ta cũng là một người mà mấy hôm nay đều bị ốm, nên là chúng ta cũng không chia sẻ được gì cho mọi người cả. Giờ tôi cũng không biết nói gì hết trơn luôn á. Lạc quan mà nói thì chúng ta là một ẩn số của chương trình. Hãy cùng nhau khỏi ốm và cùng cố gắng nhé. Ok, hãy chờ xem trận chiến lớn nhất của chúng tôi